Trước mắt em đây không chỉ là hai chiếc loa Bose S1 Pro Plus đâu mọi người, mà đây là một cái dàn karaoke nghe nhạc di động và không dây. Lý do tại sao em lại chia sẻ cho mọi người một cái điều đặc biệt như vậy? Nhân vật chính của chúng ta nằm ở đây đó mọi người. Đây là bộ micro không dây KC-Box M33. Và em sẽ chia sẻ cho mọi người cái điều đặc biệt nhé. Hiện tại thì trước đây thì chúng ta muốn kết nối một lần hai loa và chúng ta muốn karaoke qua hai loa đúng không mọi người? Thì chúng ta phải cắm một cái dây từ cái loa Bose S1 Pro qua một cái loa Bose S1 Pro. Nhưng mà đối với ngày hôm nay thì chúng ta sẽ sử dụng như sau. Chúng ta sẽ lấy một cái điện thoại hoặc một cái iPad, chúng ta tải một cái ứng dụng đó là Bose. Sau đó chúng ta kết nối một lần hai loa không dây. Khi đó chúng ta sẽ có thể chỉnh được trên loa hoặc chúng ta có thể chỉnh được trên điện thoại. Và một cái điện thoại đó chúng ta phát một lần ra hai loa mở nha. Bên cạnh đó đặc biệt, ngày hôm nay chúng ta có một bộ micro không dây như thế này. Và bộ micro không dây nó bao gồm cho chúng ta là hai micro. Và hai micro này có thể phát sóng ra một lần được hai cái đầu thu luôn rồi nha. Một cái đầu thu em sẽ gắn vào cái loa bên phải này. Một cái đầu thu còn lại em sẽ gắn vào cái loa bên trái. Thì khi đó chúng ta đã có một cái dàn karaoke không dây rồi mọi người nha. Không cần bất kỳ cái dây nào cả. Chúng ta xách đi picnic, chúng ta xách đi cắm trại, chúng ta xách đi nhà bạn bè chơi đều được luôn. Chúng ta chỉ cần hai cái loa, hai cái đầu thu và hai cái mic là chúng ta sử dụng rất thoải mái rồi mọi nhá. Nếu có chú anh chị có hỏi em, Thuận ơi, hiện tại các dòng loa karaoke sách tay tại loa thì dòng loa nào nghe nhạc hay nhất về em? Thì em trả lời ngay cho mọi luôn nha. Hiện tại tại loa có rất là nhiều dòng loa giá cao hơn dòng loa này, em ví dụ như Evos 8 hoặc Evos 12. Và sắp tới có ra mắt là dòng loa ZLX G2 12P. Nhưng mà theo em thì dòng loa có thể nói là để nghe nhạc hay nhất luôn. Các dòng loa nghe nhạc Bolero hoặc là các thể loại nhạc acoustic mọi nha. Và hồi nãy trước khi mà em quay video này thì em đã nghe vài bài của chị Phương Linh hoặc là của anh Hoài Lâm nhá. Thì chị Phương Linh và anh Hoài Lâm hát những thể loại nhạc nhạc phòng trà đó mọi người. Hát live thì em nghe qua cái loa này rất là thích mọi nha. Và nghe những thể loại nhạc jazz, blues đều ok luôn. Và đặc biệt đó mọi người, với bass 16cm nhá. Và kèm theo ba cái loa và ba cái hướng khác nhau ở mỗi loa nữa. Nên là cảm giác chúng ta nghe những cái tiết tấu về nhạc cụ đó mọi người, thì nó có sự tách bạch và có thể là cái tiếng đàn ở bên cái loa này xong nó chạy qua loa này, nó tạo ra một cái hiệu ứng âm thanh stereo làm chúng ta nghe có cảm xúc hơn rồi nha. Trước đây thì em có nhớ là anh Vĩnh Lễ ở trên buổi livestream tại loa thì anh Vĩnh Lễ có nói em ơi một cặp loa Bose S1 Pro Plus nghe hay lắm. Thì ngày hôm nay có dịp nghe thử thì rất là đặc biệt, em cảm nhận rất là đã rồi nha, thích hơn rất là nhiều khi chúng ta sử dụng một lần một loa rồi ha. Micro cũng vậy, khi mà chúng ta nói vào cái mic thì khi đó chúng ta nghe cái giọng hát của chúng ta ở bên hai loa cảm giác chúng ta sẽ thích hơn rồi nha. Rồi và bây giờ em sẽ test thử sơ cho quý các chú anh chị chúng ta nghe thử cái âm thanh micro và âm thanh khi chúng ta nghe nhạc mọi nha. Với micro này thì hiện tại có nhiều cách để chúng ta có thể sử dụng. Một á đám người là nếu chúng ta thích những cái bộ micro mà cực kỳ chất lượng nữa, những cái bộ micro chính hãng ví dụ như Shure, Sennheiser hoặc Electrovoice mọi người nha, thì chúng ta bắt buộc phải cắm dây qua. Lý do vì sao? Tại vì một bộ micro và cái đầu thu là giá cực kỳ cao rồi, bắt buộc chúng ta phải cắm một cái dây từ cái đầu thu này qua bên cái loa bên trái, một cái dây từ cái loa đầu thu này qua cái loa bên phải. Nhưng với những bộ micro đa năng như thế này, em ví dụ như là KC-Box M33 như thế này mọi nha, bộ micro này chúng ta chỉ cần trang bị thêm một cái đầu thu giá 250.000 đồng nữa là chúng ta có thể hát một lần ra hai loa luôn mọi nha. Và đặc biệt nữa mọi người, hiện tại với cái bộ micro này và em đã độ thêm một cái đầu gọi là đầu SRM giá cũng chỉ 250.000 đồng thôi, nhưng mà hát qua một lần hai loa như thế này, tí quý cô chú anh chị chúng ta sẽ nghe thử cái chất tiếng của cái bộ micro này khi qua cặp loa này mọi nha. Nghe thử một bộ micro chưa tới 2 triệu xem thử là tiếng nó có đủ sáng hay không, có bị ù hay không mời nha, và hiệu ứng reverb nó như thế nào qua cái loa này mời nha. Bắt đầu. Người nhìn mây trôi mãi, trôi về nơi xa xăm mịt mù, trong cơn mưa chiều nay gọi thầm tên nghe. Đấy là tiếng micro rồi nha. Rồi bây giờ em sẽ test nhạc cho mọi người nghe thử nha. Sông trôi rất dịu dàng như dải lụa vàng trôi về phương đông. Gành hào ơi, nửa đêm mai
giờ này đã đến một nơi rất xa xăm, em còn đây bởi em quên được mặt vì tình gonna leave me crying by myself. My baby's gonna leave me crying by myself. I loved another woman, now I lost my best girl. Thương ta sao còn đi mãi, ấp ôm những nỗi bi hài. Đời thoáng trong cứ sao chẳng thương nhau. Và ngày hôm nay thì Gula cũng đã chia sẻ đến quý cô chú anh chị một cái cách để chúng ta có thể sử dụng một cái dàn loa không dây như thế này, cũng như là một cái sự lựa chọn khác cho chúng ta mọi người nhé. Xin ơn mọi người rất nhiều đã quan tâm theo dõi video tại Gula. Nếu mọi người thấy video hay, mọi người nhớ nhấn like và tặng cho Gula một cái nút đăng ký kênh nha. Và nếu chúng ta có những thắc mắc hoặc chúng ta có những điều cần trao đổi, mọi người có thể comment bên dưới nhé. Xin ơn mọi người rất nhiều. Và xin chào và hẹn lại tất cả mọi người.